là hướng dẫn sử dụng cấp kết để đọc văn bản nha. Mình sử dụng cấp kết PC nè, để mình đọc ha. Mình cài cấp kết PC vô trong máy. Thì đây mình sẽ tải về nha. Đây. Tải xuống miễn phí nè, mình tải về. Sau khi mình tải về xong mình cài đặt là được cấp kết như vậy. Thì mình sẽ mua cái gói rồn, mua theo tháng cũng được. Đó. Rồi mình tải bấm dự án mới nè. Dự án mới đầu tiên là mình cho đọc trước, rồi sau đó mình mới ghép hình như sau. Mình đọc trước thì để mình đọc được, có đọc thì mình sẽ ví dụ em. Ví dụ bây giờ mình sẽ đọc đi, sử dụng ChatGPT để mình đọc được cái gì đó đi ha. Ví dụ như là viết giúp tôi chuyện câu tôi câu chuyện chữa lành khoảng trong từ. Rồi ok, rồi viết cho mình đoạn này xong mình vô mình đọc với mình sao nè. Rồi ví dụ đây, rồi mình sẽ bỏ vô chỗ đọc ấy. Mình sẽ bỏ từng đoạn ấy. Không bỏ nhiều, copy cái này vô, sau đó mình mới văn bản nè, nhập nè, cộng vô nè, đó, bấm vô đây thì mình sẽ bỏ văn bản vô đây, nhấn vô đây là mình chỉnh lại cái khung chữ rồi. Con chữ tiếng Việt mình sẽ xài con chữ thuyền nhỏ hoặc là nhấp góc diễn viên gì đó. Mình xài con chữ cái này đi. Rồi sau đó là như này. Rồi cho nó xuống dòng, nó bị dài quá, cho nó dòng có thể mất lớn. Rồi Enter xuống nè. Shift Enter chỗ này nè. Shift Enter nè. Đó. Thử chữ mình cho nhỏ lại chút. Ví dụ vậy đó, chỉnh xong rồi đó, rồi sau đó mình mới copy này về dán xuống đem đây đó, rồi sau đó mình mới dán tiếp đó, dán tiếp vào đây đây, sau đó tới đây mình gạt xuống rồi shift enter nè. Shift Enter là ví dụ như vậy. Rồi mình tới, xong rồi mình C. Đây, để cây nháy này nè. Để cái cây thời gian nè. Để cuối dán vô. Rồi ở đây giống vậy. Đó. Mình đọc đoạn nào thì mình dán đoạn đó vô. Shift Enter nè. Nói dụ vậy, cái này nó yếu quá thì mình kéo lại xíu cũng được đó. Rồi rồi sau đó này copy, rồi sau đó là đúng không, này copy này trước mình xem về này đó. Rồi em vô cái này qua đây để kiểm tra coi đúng chưa. Rồi nó dụ vậy xong em. Rồi xong mình có thể chỉnh lại phông chữ, chọn hết tất cả nè, chỉnh phông chữ khác, chỉnh hết lượt luôn, chỉnh phông chữ nào đó hay chỉnh lớn gì đó, đó dụ vậy. Rồi đó xong, sau xong rồi quét hết tất cả nè, chỉ đổi văn bản nè, sau đó mình cho nó đọc tiếng Anh thì mình gọi chọn người Anh, tiếng Việt gọi chọn người Việt ấy. Đó đây mình filter ra nè, thương mại hay là cái gì đó tất cả đi. Ở đây thì mình sẽ chọn là phổ thông mà hay là một nghèo cô bé học ngôn gì đó, chọn phổ thông ha. Bắt đầu đọc. Nó đọc cho mình ha, thì nó đọc thì nó bị chồng chéo nhau do thời gian ấy.
thời gian nó đồng chồng chéo nhau thì mình phải kéo nó, kéo nó này rồi kéo nó cái nào cuối là nằm cuối, nó kéo nhỏ lại chút xíu để mà dễ nhìn nè, kéo cái nhỏ lại cho dễ nhìn nè, đó này kéo này cuối nè, tới cái này, đó, tới cái này, tới cái này, nó mỗi mỗi đoạn muốn ngưng bao nhiêu thì mình kéo rời ra, nó có thêm lại ở trên, ví dụ ba đoạn như vậy, đó. Sau đó mình nghe lại ha. Cô gái trẻ Hương mang nỗi buồn sâu thẳm về một mất mát lớn đã tìm đến khu vực. Vụ này nó bị ấy nè, nó bị cái chữ này nó bị ấy nè, mình chỉnh lại cũng được rồi. Sau khi đọc hết trơn rồi đó, rồi mình mới khóa này lại, khóa lại, xóa cái này đi, xóa đi. Mình không khóa xóa thì dưới đây nó mất luôn, phải nhớ khóa lại sau đó mình mới chạy chữ lại cho nó khớp với âm thanh. Giờ chữ đâu khớp âm thanh đâu, giờ chạy chữ lại. Thì mình sẽ vô văn bản nè, của đề tự động nè, tiếng Việt chú thích có song ngữ nè, nếu mà mình muốn chuyển song ngữ ở tiếng Anh, vừa tiếng Việt vừa tiếng Anh đó, thì mình chọn vô để cho nó chạy chữ lại cho đúng. Nó tạo. Thì nó sẽ tạo lại cho mình một phụ đề mới. Là nó khớp với cái giọng nói luôn. Đó, bây giờ nói tới đâu là nó sẽ khớp tới đó. Đó, quét chọn đây là mình chỉnh lại phông chữ. À, chỉnh lại phông chữ tạp chí đi chẳng hạn. Rồi, cỡ chữ mình cho nó 6 đi. Đó, rồi, xong. Đó. Đã tìm đến khu vườn nhỏ của bà, vườn đầy hoa cúc vàng. Mỗi một bông đều rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Rồi, sau đó mình bỏ hình vô. Hình đúng không? Hình thì mình dùng ChatGPT để mình làm luôn. Mình ChatGPT là mình sẽ sử dụng export text to email nè. Đây nè. Text to email nè. Mình dán cái đây. Vẽ tôi bức hình. Cho tôi bức không cái này cũng được. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại cái chỗ nãy đi, cái chỗ này đi. Đề xuất ba tấm ảnh, xuất mô tả ba tấm ảnh, về mô tả ba tấm ảnh với nội dung trên. Nó sẽ đề xuất cho mình mô tả, mình lấy mô tả đó để mình vẽ. Cái ChatGPT Lite này mình phải mua luôn. Đó rồi. Rồi, ví dụ mình có ba tấm ảnh này, mình đem ba tấm ảnh này, mình mới vô cái phần là test to email video nè. Mình sẽ vẽ giúp tôi ba ảnh với nội dung mô tả sau. Ảnh dạng hoạt hình 3D với nội dung mô tả lần lượt như sau. Hai chấm tiếp enter xuống dòng dán vô, dán này vô nó sẽ mình đó, lấy cái hình hình mình đó. Đó, hình của mình đúng không? Thì bây giờ mình cứ tải xuống nè. Đó. Sao? Lưu hình dưới dạng JPEG. Một hình.
Là ba hình, chia làm ba hình, chia làm ba ảnh riêng biệt, riêng biệt nó làm lại cho mình ba ảnh riêng biệt, cái mình làm gộp chung và ảnh ghép lại không đúng đó, mình chia ba ảnh riêng biệt, cái là cho mình ba ảnh riêng biệt thôi. Đợi xíu. Ảnh thứ nhất nè ha, có nè, cái nào mà thấy nó làm sai mình yêu cầu nó gửi lại. Ảnh thứ hai à, ảnh thứ hai mình yêu cầu sao mà nó dễ vậy, chị kỳ vậy. Ảnh thứ hai bị sai vẽ lại, ghi nội dung lại cho nó. Nó bị sai không đúng thì mình ghi nội dung lại cho nó thôi. Đó, rồi mình đào lại hình ảnh thứ nhất, ảnh thứ nhất này ha. Lại về nè. Nó là dạng web. Hình dạng web thì mình phải mở với Google, sau đó mình mới dạng web đúng không? Nó là hình dạng web thì web thì mình phải cài thêm với cái lưu hình dạng JPG nè, nó mình cài vô cái Google cho mình á, save ảnh JPG to web đó, thì mình lúc đó mình sẽ cài cái attention nó về hoặc là lên mạng mình chuyển về add on nè, extension đó, cái này vô đó, sau đó mình mới qua đây mình mới download nó về được nè, bây giờ mình mới lưu nè, lưu ảnh nè, JPG nè đó, video nè số 1 à. Số 2 nè. Đúng không? Đó. Số 2. Rồi. Số 3 này. Rồi 3. Rồi sau đó mình mới muốn hình này chuyển động nữa thì mình sẽ làm tiếp một công cụ nữa là cái gì? Runway. Runway nè, runway thì hình nó mới chuyển động, còn mình không có làm runway thì nó cứ login nè, runway login với Google là được thôi, đăng nhập với Google, mình bỏ này vô, tiếp theo cho dân đăng nhập vô với Google,
sử dụng runway này. Rồi sau đó mình sẽ chọn với dạng là video nè. Test image video. Rồi bỏ vô upload file nè. Upload file này sau đó mình mới bỏ cái này vô cho chuyển động ha. Hình này mới dần dần tỉnh thôi, mình cho chuyển động. Thì mình sẽ bỏ hình thứ nhất. Đó. Rồi sau đó mình mới chat GPT hồi nãy á, mình mới mô tả lại. Mô tả lại. Đó, mô tả lại dán vô đây để cho nó. Đó. Không biết có hiểu tiếng Việt hay không, tốt nhất mình tiếng Anh thử coi, cái gì có hiểu không nghe. Rồi, dán ra. Rồi sau đó dán xong rồi thì dán rồi thì mình sẽ chờ một chút nó dán cho mình. Rồi có tiếp. Thứ hai. Như vậy. Thứ hai thì mình sẽ rồi dán này vô. Rồi dán tiếp. Rồi bấm đây để mình làm tiếp hình, tại làm tiếp hình thứ ba. Thứ ba. Rồi sau đó dán tiếp. Dán đây nó có đó, rồi dán tiếp. Nó để dán, dán xong mình đau luôn. Đó, dán nè. Rồi. Đây nó chuyển động đúng không, mình tải video về, tải video về, tải video này về thì mình để đây new folder đúng không, video số 1 đặt tên là số 1 cho dễ. Nó rồi số 2 chưa xong đúng không, số 2 đang chạy. Sắp xong rồi. Số 2 xong rồi nè, mình coi lại coi. Đó, chờ số 3 xong rồi nè, số 2 chưa xong rồi, số 3 xong rồi. Tải số 3 này về luôn. Bấm nút tải đây cũng được nè. Đó, rồi mình bỏ vô. New folder. Số 3. Đó. Rồi. Đây, số 3 xong rồi. Cái này đó, hình này hơi lâu quá. Đó. Cô gái nè. Đó. Rồi số 3, số 2 nè. Đây, số 3 là số 2 nè. Đó, mình có hai cái hình mô tả như vậy rồi. Đó, sau đó mình làm xong rồi á. Mình quay vô cấp kết nè. Còn nãy mình làm tới đây đúng không? Mình cấp kết thì mình có phương tiện nè. Rồi nhập vô. Nhập vô thì thì mình sẽ video AI nè. Video AI nè. Nó mình sẽ lấy hình, nó lấy nếu mà làm tĩnh thì lấy hình thôi, còn mình làm động thì mình lấy video. Ồ, đúng không? 3 4. Ồ, số 3 nè. Số 2 nè. Số 1 nè. Đó. Rồi bỏ vô 1. Đúng không? Bỏ từng cái thôi.
một, đó một. Bao nhiêu đây? À, nãy mình quên nói nó là kích thước bao nhiêu cho nên nó là, cho nên bây giờ nó sai kích thước rồi, kệ lỡ rồi. Nó đây mình phải chỉnh lại, chỉnh nó to lên. Hồi nãy mình quên, quên nói tỷ lệ. Đó, rồi. Xong rồi mình mới copy nó, mình C, V nè, cho nó đủ nè. Mình C, V, nó đủ tại vì nó tới hình này. C còn V, đó, chỉnh cho khớp vô thôi. C còn V, nó lặp lại thôi, còn cái này. Đó, còn C còn V, còn C còn V, đó, rồi. Ví dụ như vậy, tới cho chỗ này nó không đủ thì mình phải chỉnh lại hết, chỉnh tỷ lệ nó hết lên. Tỷ lệ không được, mình phải để vậy thôi. Tại vì nãy mình quên cho mình, lúc mình nói ChatGPT làm nó không có kích thước, cho nên nó làm vậy. Đó, rồi. Mấy cái này thì mình chỉnh lại cái màu. Đó. Dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim Hương, giúp cô cảm thấy thanh thản hơn, nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều để trân trọng. Bà, với đôi mắt trìu mến, đã kể cho Hương nghe về những thăng trầm trong cuộc đời. Đó, rồi, vậy xong rồi xuất ra. Ấm xuất ra. Mình có thể xuất âm thanh không, hoặc xuất phụ đề không, hoặc là xuất vốn không. Đó. Rồi mình bỏ xuất vô đâu thì mình chọn đường dẫn vô, xuất vô đó thôi. Video AI nè. Rồi đây. Rồi xuất. Nó là cách làm vậy thôi, đọc thôi. Đó. Cô gái trẻ Hương mang nỗi buồn sâu thẳm về một mất mát lớn đã tìm đến khu vườn nhỏ của bà, vườn đầy hoa cúc vàng. Mỗi một bông đều rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Trong không khí trong lành, Hương thả hồn mình theo từng cơn gió, từng tiếng chim hót vang. Dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim Hương, giúp cô cảm thấy thanh thản hơn, nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều để trân trọng. Bà, với đôi mắt trìu mến, đã kể cho Hương nghe về những thăng trầm trong cuộc đời mình, cách bà đã vượt qua nỗi đau mất mát. Lời kể của bà như nguồn cảm hứng. Cô gái trẻ Hương mang nỗi buồn sâu thẳm về một mất mát lớn đã tìm đến khu vườn nhỏ của bà, vườn đầy hoa cúc vàng. Mỗi một bông đều rực rỡ dưới ánh nắng. Đó. Đây. Đó. Video vậy, mình muốn xuất video ngang, đứng ngang vậy đó mình. Cô gái trẻ Hương mang nỗi buồn sâu thẳm về một mất mát lớn đã tìm đến khu vườn nhỏ của bà, vườn đầy hoa cúc vàng. Mỗi một bông đều rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Trong không khí trong lành, Hương thả hồn mình theo từng cơn gió, từng tiếng chim hót vang. Dần dần lấp đầy khoảng trống trong trái tim Hương, giúp cô cảm thấy thanh thản hơn, nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn nhiều điều để trân trọng. Bà, với đôi mắt trìu mến, đã kể cho Hương nghe về những thăng trầm trong cuộc đời mình, cách bà đã vượt qua nỗi đau mất mát. Đó, ví dụ vậy, mình xuất dạng, ví dụ đây mình xuất cho mình dạng 169 luôn nè. Ở đây nó có xuất dạng trên TikTok luôn cho mình luôn. Nãy, lúc nãy mình không chọn, bây giờ nó mất tiêu rồi thôi. Rồi, vậy thôi. Kết thúc video đây, em lại video tiếp theo.